Eman xin chào tất cả quý cô chú anh chị nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản của Eman. Hiện tại Eman đang ở trong Đông Anh, Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng quý cô chú anh chị nha. Thời tiết thì vừa mới mưa xong nên là đường nó hơi ướt. Hôm nay thì Eman lại đi quay nhà cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Thì từ cái vị trí đất mà Eman đang đứng đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của thị trấn thì rơi vào tầm khoảng 3 cây số nha quý cô chú anh chị. Đường di chuyển vô thì hoàn toàn bằng đường bê tông. Cái lô đất này thì cái đường vô rất là rộng nha quý cô chú anh chị nha. Người ta cặp lề thêm mỗi bên 1,5 m. Hệ thống mương máng rất là rộng này. Đó. Xung quanh thì dân cư là hiện hữu này quý cô chú anh chị nha. Từ đây mà chúng ta di chuyển ra ngoài thị trấn thì chúng ta chỉ đi một trục đường bê tông một thôi nha quý cô chú anh chị nha. Ở bên này thì hôm bữa An cũng có quay một căn nhà này quý cô chú anh chị, 2,5 tỷ quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Eman lại có một căn nhà, chủ nhà nhờ Eman bán nữa. Thì Eman lại đi quay cho tất cả mọi người cùng xem. Mặt tiền nó được 8,5 m nha quý cô chú anh chị nha. 8,5 m. Trên đất thì sẵn một căn nhà. Căn nhà này thì em gọi tạm là căn nhà cấp 4 thôi quý cô chú anh chị. Gồm có một phòng khách này, hai phòng ngủ và một nhà, cái khu vệ sinh nha quý cô chú anh chị nha. Thì nói chung là hết đất rồi quý cô chú anh chị. Người ta xây toàn bộ diện tích là hết đất rồi, phân lô ra hết phần diện tích hết đất rồi. Cỏ thì nó hơi rậm rạp, đằng sau thì nó có một cái bồn nước nữa. Nên là đây, chỗ này thì người ta cũng rào chắn rồi nên là Eman cũng không có đi ra đằng sau quay cho tất cả mọi người cùng xem được. Thì một lát nữa thì Eman sẽ quay cái hình ảnh flycam cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Đó, bên này thì người ta phân ra là một lô 5m hay 6m gì rồi này quý cô chú anh chị. Thì đặc biệt cái lô đất này có một cái căn nhà này quý cô chú anh chị này. Có một cái căn nhà khang trang rất là đẹp, Eman thấy khá là đẹp. Diện tích là 8,5 x 36, 114 m² thổ cư nha quý cô chú anh chị nha. 114 m² thổ cư. Và cái diện tích trong sổ là 306 m² nha quý cô chú anh chị nha. 306 m². Với cái diện tích này thì chúng ta bên cạnh này thì cải tạo lại thì chúng ta có thể trồng được một ít rau. Nhà này thì thích hợp cho tầm khoảng một gia đình tầm khoảng 4-5 người ở. Một cặp vợ chồng và hai cháu thì ở thoải mái nha quý cô chú chị nha. Đó. Từ đây mà chúng ta di chuyển đến trung tâm thành phố Đà Lạt thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 25-26 cây. Ra đến sân bay Liên Khương thì tầm khoảng 22 cây nha quý cô chú anh chị nha. Ở đây view đằng trước khá là thoáng đẹp nha quý cô chú anh chị nha. Do trời nó hơi âm u nên là em ăn quay không được đẹp. Đường điện vô đến tận nơi rồi, internet vô đến tận nơi rồi, không lo lắng gì hết. Đằng trước này có mấy cây cà ri này quý cô chú anh chị, rất là đẹp. Đó. 306 m², 8.5m nhân cho 36. 114 m² thổ cư nha quý cô chú anh chị nhé, anh chị nha. Và để tất cả mọi người có cái hình ảnh, có cái tầm nhìn bao quát nhất về khu vực này thì Eman sẽ bay một đoạn flycam để mọi người có thể hiểu rõ, có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh bên trên nha quý cô chú anh chị nha. Thank you.
Và vừa xong thì chắc tất cả mọi người cũng xem được cái hình ảnh flycam từ bên trên của em An rồi. Thì bây giờ em An xin phép báo giá cái căn nhà này cho mọi người nha. Với diện tích là 306m², 8,5 nhân cho 36m nha quý cô chú anh chị nha. Sẵn 114m² đất ở nông thôn. Từ đây mà chúng ta di chuyển ra thị trấn thì tầm khoảng 3 cây số nha quý cô chú anh chị. Chủ nhà đang nhờ em An bán cái căn nhà này với giá là 2 tỷ đồng nha quý cô chú anh chị nha. Trong tầm giá 2 tỷ thì em thấy cái lô đất này nó cũng khá là thích hợp để quý cô chú anh chị có thể mua nghỉ dưỡng. Nói chung là nó cũng hơi cao quý cô chú anh chị, hơi cao thôi. Nhưng mà giá này thì chúng ta còn thương lượng được nha quý cô chú anh chị nha. Ở cái khu vực này, khu vực Đông Thanh này trước đây thì họ bán đất phân lô ấy quý cô chú anh chị. Nó diện tích như thế này nó cũng phải rơi vào đâu đó tầm khoảng tỷ 6, tỷ 7 rồi. Tỷ 6 rồi. Thì bây giờ có căn nhà này nữa thì em thấy cũng khá là hợp lý. Thì nói chung là khi mà anh chị mà anh cô chú anh chị xem được video của em An mà cảm thấy yêu thích cái căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An để mà em An tư vấn và hỗ trợ. Mọi người xem được video của em An thấy yêu thích kênh YouTube của em An thì cho em An xin một like và một đăng ký kênh nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em An sớm để mà theo dõi được những cái video quay đất và review đất mới nhất nha. Em An cam kết không nâng giá sản phẩm, thương lượng chính chủ, tư vấn nhiệt tình, chu đáo. Và thời lượng video của em An thì đã khá dài rồi. Nên chắc là em An xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video lần sau. Em An xin chào.